đăng ký tài khoản Smartbot hoàn tất xong. Bây giờ bước tiếp theo là tôi kết nối Smartbot vào cái hệ thống email gửi của Senmart. Rồi, đây tôi vào cái sending domain này, tôi đã có chứng thực hết rồi, verify hết rồi đây. Ở đây thì bài trước thì ở cái video trước thì tôi đã đề cập rồi. Đây tôi mở lại thôi. Đấy, đây trước khi làm chúng ta sẽ kiểm tra. Kiểm tra sơ qua một lượt là mọi thứ đã ok hay chưa. Đấy, đây có cái phần checking domain nữa này. Đó, ở cái video trước thì cũng đã có đề cập tới cái phần này rồi. Đây là cái hạn ngày gửi này, một ngày 10.000 email này, một tháng là 100.000. 100.000 email. Rồi, như vậy là kiểm tra sơ bộ là xong, bây giờ chúng ta đăng nhập vào trong cái hệ thống email Sendmat để chúng ta lưu ý này. Rồi chúng ta vào cái phần sending đây. Đấy, sending server. Có nghĩa là cái server gửi đi đấy ạ. Rồi, chúng ta đây là những cái tôi có sẵn đây này, tôi disable để cho các bạn thấy là nó không nó không hoạt động nữa coi như là tôi tạo cái mới đã inactive đó. rồi bây giờ tôi new server để tạo cái mới đó đây tôi kết nối spotbot này tôi tìm đến đúng cái mục spotbot nha tôi kết nối bằng cái hàm api các bạn lý đã chương trình thông báo là chưa có server đó đó đây spotbot api này nó có cái api smtp thì chúng ta dùng api nó nhanh hơn và nó dễ hơn đây là cái tên chúng ta gõ gì cũng được đó tôi gọi chữ api để cho dễ phân biệt thôi rồi, còn cái API Key này này là chúng ta đăng nhập ở trong chương trình. Đây, spotbot này, chúng ta bấm một API Key này. Đó, cái Key mặc định nằm ở dưới đây. Ban đầu đó, bây giờ xong nó mờ rồi. Để chúng ta tạo khác, chúng ta bấm vào New Key. Đó, tôi copy paste vào đây. Rồi, đấy, các bạn lưu ý ha. Cái API Key, New Key đó. Rồi, cái này là cái giới hạn. Một ngày chúng ta giới hạn cho nó nhiều. À, chúng ta gõ nhiều gõ tùy. Đó, nhưng mà đúng với chương trình thì cũng được. Có, thể, có nghĩa là 10.000 đó. Rồi như vậy là xong Đấy các bạn thấy Tạo rất là nhanh Chỉ cần nhập cái API vô rồi xong Bây giờ chúng ta bấm vô chúng ta test thử à, Chúng ta test thử xem cái server nó chạy như thế nào Đây From email chúng ta phải nhớ nha Email của cái sending domain trong Spotpot ấy À, cái sending domain đấy nha trong spotpot đó info cái chữ đằng trước ai a cộng ta gõ cái gì cũng được các bạn lưu ý ha đó chấm các bạn thấy không đó sb đó công cụ bán hàng online.com à, cái sb chấm công cụ bán hàng này chúng nhớ nha cái là cái sending domain đó đó đây các bạn lưu ý này chúng ta vô phần sending domain này đó đây là nó đây này đó nó đó còn đằng trước chữ a à, còng là cái gì chúng ta gõ gì được đây mail gạch ngang tester.com tôi lấy cái địa chỉ email này được ha mail gạch ngang tester.com các bạn này. đó dán vào tu tu đến cái đó rồi mình sẽ kiểm tra có cái from nó sẽ gửi một cái email đến cho tu đó rồi sắp xếp là cái tiêu đề rồi content là các nội dung chúng ta gõ vô đó tôi có hai dòng test mail như vậy đó để ta phân biệt được thêm như 20 nữa nãy giờ tôi gửi nhiều quá thêm 20 rồi tôi bấm chữ xem các bạn xem nhá nó gửi đi thành công rồi đó có thể từ cái hệ thống sen mát nó đã gửi đi thành công rồi đấy rồi thì bây giờ chúng ta Lưu ý là chúng ta vô Ở trong cái mail gạch ngang tester đó Chúng ta sẽ kiểm tra Đây Đó Chúng ta bấm đèn check your score Check your score Đấy Chúng ta thấy điểm rất là tuyệt vời Đương nhiên là 10 trên 10 này Nó hiếm lắm mấy bạn ạ À Nhưng mà trung bình Độ khoảng là 7 hoặc là 8 trở lên là ngon rồi Đây là cái nội dung email này Đó Đây Email nó vẫn cảnh báo này Rồi Đấy Chúng ta thấy là gì Là hoàn tất xong Cái việc mà chúng ta ép một cái SMTP của Spotbot ta lưu ý ha đây view thì hiện tại chúng ta lưu ý này nó đang có năm rồi nó gửi đi là năm lượt đó đó thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái chiến dịch tôi người tôi test xem nó có gửi qua cái hệ thống spotbot đó hay không đó đây tôi blend test nha blend test là chữ không thôi nó không có trách kinh được các bạn đấy câu viết thông báo bên dưới đó rồi đây để mô tôi có năm năm surprise đây đó năm surprise đều là email của tôi cả test thôi mà rồi tôi nhập vào đây là cái comment một mập tên comment em nhập tên nhìn nhập thôi túy đó comment test mà test là test cái gì test spot chúng ta lưu ý ha test spot bằng cách kết nối là api chúng ta lưu ý rồi cái tiêu đề đây là email trách chúng ta nhập cái gì cũng được tùy chúng ta thôi rồi cái from name các bạn lưu ý ha cái from name là cái tên á cái tên của chúng ta đó chúng ta gõ cái tên gì tên hoặc là tên công ty hoặc là tên thương hiệu tên sản phẩm gì tùy đó Còn cái from email ấy, Chúng ta phải nhớ Nó phải đúng như thế này Info A còng Rồi sau đó là cái sending domain Cái trước chữ A còng ấy, là cái info hay Chúng ta gõ cái gì cũng được tùy Nhưng mà đằng sau chữ A còng Nó phải là sending domain Rồi reply to Chúng ta nhớ là cái email mà chúng ta hay dùng nhé Đó Chúng ta thấy không Liên hệ ha A còng Công cụ bán hàng online Đấy Tấm nét Đấy Chúng ta thấy đấy rồi đây là cái giao diện của cái email đây là blend test chỉ có chữ thôi chứ không có nặng nề việc giao diện này đây là các cái thẻ tát mà chúng ta chèn vào thẻ tát là đó chào bạn tên gì đó đó rồi sau đó subscribe first name rồi last name này kia đó rồi ok ở phía dưới là cái nút unsubscribe các bạn lưu ý ha bắt buộc ở trong email chúng ta phải có cái mục unsubscribe nếu mà khách hàng cảm thấy là phiền phức thì người ta có thể thoát ra khỏi cái list danh sách của chúng ta À, đây là cái luật ở trong spam rồi nếu mà email không có thành phần này thì sao nó rất dễ bị các smtp server là chặn lại ngay thì chúng ta lưu ý đó tôi gõ một cái dòng gì đó mang tính chất định hướng nếu bạn không thích hay nếu bạn cảm thấy phiền lòng vân vân thì bấm vào cái mục đó unsubscribe chúng ta thấy đó. nó có thể tát ở dưới đó rồi chúng ta bấm nét giờ đây chúng ta đặt lịch à, gửi ngày giờ nào các bạn lưu ý ha. ngày nào, cho hẹn lịch luôn được đây là thống kê lại này đó tiêu đề email này đây email trả lời này có tracking hay không này bấm send này đó chúng ta sẽ thấy rồi send như vậy là gì là chương trình nó sẽ chờ một chút nó sẽ nó gửi đi đó tuy nó hơi chậm nhưng mà gửi với cái số lượng email một ngày á độ khoảng trên dưới 10 000 thì vài phút là xong đó, bạn này, đây cái cũ là năm năm email bạn nhảy nhá năm email rồi cũ đó còn lúc trước mà nó chưa có chạy qua đó chưa có gửi email qua cái hệ thống của spotbot này là 5 email rồi đã gửi 5 email rồi rồi thì chúng ta xem ha hệ thống nó đang gửi tôi refresh lại cái cho nó nhanh đó đó tôi gửi đi năm rồi đó có năm cái nó gửi đi rồi đó. đó như vậy là bên spotbot này chuẩn bị nó sẽ thay đổi nó sẽ đổi con số này các bạn coi này ha tôi refresh lại một cái này các bạn coi này đó, hồi nãy là năm này bây giờ để xem là bao nhiêu Đó, chúng ta lưu ý đấy lên 10 rồi đó đó như vậy là năm cái email nó đã được đẩy qua hệ thống spotbot rồi đó để qua hệ thống bot rồi đó. Rồi, đây là cái list của tôi này, list demo này. Đó, thì gồm có những email nào, tôi vô tôi xem để tôi check mail luôn. Đây đều là email của tôi các bạn nhé. Đó, 09, 10, 13, 14. Email của tôi thôi, tự tôi tôi gửi cho tôi để tôi đánh giá như nào thôi. Rồi, để xem nào, email đến mailbox chắc chắn, nhưng mà nó sẽ đến mailbox nó nằm ở đâu. <laughs> Vấn đề nó nằm ở đâu, nó nằm inbox hay là nó nằm ở spam hay là nó nằm ở quảng cáo đó đây là chắc chắn inbox rồi đấy chúng ta thấy này đó đó quá đẹp đúng không ạ ở đây chắc chắn là inbox rồi đấy chúng ta thấy này đấy chào bạn tiến đây là các cái thông tin ở trong email này. chúng ta thấy này nó hiện đầy đủ như thế này là chứng tỏ hệ thống email của chúng ta nó hoạt động rất là tốt nó và bảo đảm chắc chắn 100% vào inbox bạn lưu ý ha ở dưới đây là nội dung rồi ở đây là tôi cho hiển thị thư gốc các bạn thấy đó SVS đầy kim và đầy bát đầy đủ hết chúng ta thấy SVS đầy kim và đầy mát đầy đủ hết đây là những cái record rất là quan trọng rồi. tôi vô thứ khác đó là 009, à địa chỉ email khác đấy chúng ta thấy này có luôn, ok chắc chắn là mailbox chúng ta thấy đấy đó mailbox đầy đủ hết rồi ok tôi qua cái khác rồi tôi qua cái địa chỉ email khác chúng ta thấy đây 14 đây 0014 đây, đó đây là những email phụ của tôi thôi đấy các bạn thấy này cũng tới rất là nhanh và vô inbox hết. Đấy chúng ta thấy Vô inbox mới là cái điều quan trọng Các bạn để ý ha Đó rồi như vậy là tới đây là tôi đã hoàn tất Cái quá trình là cho nó đấu nối Hệ thống senmart vào trong Cái uh, Spotbot bằng kết nối API Rồi đây là các cái report của Của Spotbot này các bạn để ý này ha đó rồi ở đây là cái cái uh, cái bao là email xấu đó email xấu uh, email xấu rồi, những cái đợt trước là tôi gửi nó có bốn email xấu đó bạn để ý thấy đó rồi à, email mình tạm hiểu là email chết cũng được rồi reject à, reject là những cái email nó tự động mà hệ thống nó đẩy ra ngoài luôn xét thịt là những email tốt này à, email được chấp nhận chấp nhận đó, đó đây là những cái thống kê đó, nay mai chúng ta gửi nhiều chương trình chúng ta theo dõi những cái chỉ số ở trong đây thì chúng ta sẽ biết là gì là cái server nào tốt hay không